Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục quay trở lại gặp mọi người với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Và tôi cũng rất là cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn đóng góp ý kiến, luôn ủng hộ đồng hành kênh cho tôi. Và các bạn biết không, đây là một thông tin quá kinh khủng, không thể nào tin nổi. Tại Ninh Bình đình chỉ hai giáo viên mầm non bị tố là bắt trẻ uống nước bồn cầu. Đây là một câu chuyện tôi đọc mà tôi không thể tin nổi. Và tại cơ quan điều tra huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ giáo viên trường mầm non là Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bị tố đánh trẻ và bắt trẻ uống nước bồn cầu hôm ngày 12 tháng 11. Ban giám hiệu là nhà trường này đã đình chỉ công tác đối với hai giáo viên là liên quan. Một sự việc xảy ra không thể ngờ và quá kinh khủng. Và bà Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Ninh Khang cho biết nhà trường đã tiến hành xác minh vụ việc, kiểm tra lại là video đăng tải trên mạng và kết luận tại thời điểm xảy ra là vụ việc là lớp học có hai giáo viên đứng lớp là cô là Thơ và 34 tuổi là người được cho là trực tiếp bạo hành trẻ nhỏ và cô M 53 tuổi là người chứng kiến vụ việc nhưng không có là động thái can ngăn. Thì sau khi vụ việc xảy ra phát hiện giáo viên có hành vi là bạo hành trẻ nhỏ thì gia đình học sinh đã đưa cháu đi khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn. Và cháu có dấu hiệu là bị chấn động tâm lý, đến nay vẫn còn nghỉ học. Phía nhà trường cũng đã đình chỉ hai giáo viên này để đợi kết luận, kết quả điều tra của cơ quan công an trong sự việc này. Và liên quan đến vụ việc thì ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư là cho biết huyện đã yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ninh Khang vào cuộc xác minh. Sau khi vụ việc được làm rõ, đơn vị chức năng sẽ có hình thức kỷ luật thỏa đáng. Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư cùng là lãnh đạo nhà trường tới gia đình học sinh để chia sẻ, động viên và mong muốn phối hợp với nhà trường để làm rõ sự việc. Thì trước đó là tối ngày 11 tháng 11 là dư luận tại Ninh Bình xôn xao thông tin một cháu bé 15 tháng tuổi đang học tại trường mầm non Ninh Khang bị bạo hành, đánh là thâm tím người. Ngoài ra, phụ huynh còn tố cô giáo đã cho trẻ uống nước bồn cầu ở nhà vệ sinh trong lớp học. Tôi đọc mà tôi nghe rợn cả người luôn các bạn. Trời ơi, giáo viên mà sao mà lại có một cái tấm lòng ác độc như thế này. Và thông tin được đăng tải trên mạng xã hội gồm những hình ảnh là về cháu bé bị là đỏ tấy và thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, và hay là clip ghi lại là cảnh được cho là giáo viên của trường mầm non Ninh Khang đang bạo hành bắt cháu bé này uống nước bồn cầu. Đọc mà lạnh cả người nên là nổi da gà luôn đó các bạn. Sao mà lại có những cái giáo viên mà kinh khủng như thế này, không hiểu nổi luôn. Đó, và người đăng tải cái clip này là anh Hát, trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, cho biết vợ chồng anh có con mới 15 tuổi tháng tuổi và mới được đưa đến cho đi học tại trường mầm non Ninh Khang được 2 ngày thì là sự việc xảy ra trên. Thì chắc chắn là đây là một sự việc có thật rồi, tại vì là anh Hát này anh đã đăng hình ảnh này lên vì con của anh ở trong này đó. Và theo đó là sáng mùng 10 là tháng 11 thì gia đình đưa cháu bé tới trường học, đến chiều đón về thì thấy trên người cháu có rất nhiều biểu hiện bất thường như lưng này, mông và một số vị trí khác bị là đỏ tấy hoặc là thâm tím. Sau đó gia đình đến trường xem lại camera lớp học thì phát hiện sự việc kinh hoàng là con trai mình không chỉ là bị cô giáo bạo hành mà còn bắt
là uống nước bồn cầu trong nhà vệ sinh của lớp học. Trời đất ơi, các bạn biết không, tại vì trong nhà trường là có camera đó, vậy mà hai giáo viên này, tức là một giáo viên là bắt một cháu đó có video đưa vào ở trong là nhà vệ sinh để bắt cháu là uống nước bồn cầu, và một người phụ nữ thì đứng ngoài thì nhìn như không có can ngăn gì hết á. Trời đất ơi, thì các bạn thấy là một cái sự việc xảy ra tại đất nước Việt Nam mà những cái giáo viên này sao mà là cháu đi dạy mầm non có một cái tấm lòng giống là con quỷ chứ là con người là sao, phải không các bạn? Và tại là Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư là Ninh Bình đã là cho phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoa Lư cùng lãnh đạo trường mầm non Ninh Khang tới gia đình cháu bé để chia sẻ, động viên và mong muốn phối hợp với nhà trường để làm rõ vụ việc này. Thì nhất định rồi, mong cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Ninh Bình hãy điều tra làm rõ, tại vì cái này là có camera rất là cụ thể đó, và đã ghi hình ở là nơi mà xảy ra vụ việc. Đây là một vụ việc quá đau lòng các bạn ạ, không thể tin tưởng nổi. Khi cập nhật đọc một cái thông tin thì tôi ngán ngẩm luôn các bạn, sao mà xảy ra một cái sự việc như thế này đối với một trường mầm non. Trường mầm non là các cháu còn rất là nhỏ dại, vậy mà lại có hai giáo viên đối xử như hai con quỷ, độc ác đến thế. Và trên đất nước Việt Nam của chúng ta, những là vụ bạo hành trẻ em hiện nay là cũng rất là nhiều, và các trường học, nhất là bên mẫu giáo và mầm non đó, đã đình chỉ biết bao nhiêu là trường tư rồi. Và đây là một trường, đây là tôi nhìn trong này là chụp tấm hình là phòng giáo dục và đào tạo huyện đó, đây là trường mầm non Ninh Khang, đây là một nhà trường nha các bạn, chứ không phải là tư nhân nhá, mà lại có những cái giáo viên như thế này thì các bạn xem như không có thể nào mà tôi tin nổi. Khi tôi đọc cái tờ báo này, tôi quá bất ngờ và tôi quá kinh hoàng. Đánh cháu bầm trong tấm hình nha các bạn, bầm lưng hết đó, là cho cháu uống nước bồn cầu. Tôi nghe đến nói uống nước bồn cầu không là tôi đã thấy hoảng hồn rồi các bạn. Nên là mong cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình vào cuộc và điều tra thật kỹ, xử lý nghiêm cái vụ này. Và tôi cố gắng theo dõi cập nhật cái vụ này để kịp thời gửi tới là quý vị và các bạn gần xa nắm bắt được những cái thông tin chính xác đó. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn luôn luôn đồng hành theo dõi kênh cho tôi. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.